Nhiều người thường hỏi tôi rằng tại sao tôi dạy quá nhiều về người nam trưởng thành theo Kinh Thánh, về những điều để trở nên một người nam dưới cái nhìn của Thánh Kinh. Vâng, tôi sẽ nói như vậy. Tôi không biết liệu điều này sẽ được dịch sang ngôn ngữ khác hay không, nhưng tôi sẽ nói theo cách này. Vợ tôi nói rằng, nếu một sư tử chỉ ăn thịt người nam, nó trốn khỏi một sở thú, nó có thể sẽ bị chết đói bởi vì không có đủ đàn ông trên thế giới này để cho nó ăn thịt. Thế nên, một trong những lý do mà tôi dạy về một người nam theo Kinh Thánh, bởi vì cái nhìn đúng đắn về người nam đã bị đánh mất. Có rất nhiều định nghĩa để nói về một người nam. Thể thao có cách riêng định nghĩa về người nam. Hollywood có cách riêng định nghĩa về người nam. Những người ủng hộ nữ quyền cũng có cách riêng định nghĩa về người nam. Nhưng chúng ta là Cơ Đốc nhân, nên chúng ta cần tự hỏi, Chúa nói gì về một người nam? Dĩ nhiên khi chúng ta nhìn vào Kinh Thánh, là Cơ Đốc nhân chúng ta biết rằng, mẫu người nam lý tưởng không phải là võ sĩ quyền anh trong một trận đấu, cũng không phải là cầu thủ bóng đá, cũng chẳng phải là ngôi sao truyền hình, nhưng đó chính là Jesus Christ, người nam hoàn hảo duy nhất đã sống trên đất. Nên khi tôi dạy về người nam theo Kinh Thánh, tôi không cố dạy về những người trẻ tuổi cách để trở nên cứng cáp để đánh bại người khác. Tôi cũng không dạy họ trở nên thật nữ tính, nhưng tôi dạy họ để trở nên giống như Đấng Christ. Bạn thấy Đức Chúa Trời dựng nên thế giới này, Đức Chúa Trời cũng có đặt một thứ tự, Ngài dựng người nam, rồi Ngài dựng người nữ. Chúng ta thấy suốt Kinh Thánh, Ngài ban cho người nam và người nữ vai trò khác nhau. Cũng có những tính cách nổi bật khác nhau giữa người nam và người nữ. Ngài cũng dạy chúng ta cách để tương tác giữa nam với nữ, người già với người nam và nữ trẻ tuổi, cha với con cái, chồng với vợ. Ngài dạy chúng ta trong Kinh Thánh về cách chúng ta phải trở thành, cách chúng ta nên hành xử, và ngày nay điều đó đã bị đánh mất. Hầu hết người nam trẻ tuổi được nuôi nấng trong hội thánh chúng ta không được ảnh hưởng bởi Kinh Thánh để trở nên trưởng thành, nhưng họ bị ảnh hưởng bởi một thế giới trần tục. Và phần lớn, người nam trẻ tuổi không có một tấm gương thực sự cho mình, hay một tấm gương như là người cha. Dù cha của họ có thể là một người tốt, nhưng ông ta cũng thường bận rộn với nhiều việc. Hoặc ông bị chi phối với những thú vui thế tục riêng. Thậm chí bởi vì ông có quá nhiều công tác trong nhà thờ, đến nỗi ông không có thời gian đáp ứng được đòi hỏi của một người cha theo lời Kinh Thánh. Nên tôi phải dạy về một người nam sống theo Kinh Thánh là do có quá ít người nam sống đúng. Và đây là chủ đề rất quan trọng trong Kinh Thánh. Tôi có hai con trai, hiện tại chúng được 9 và 11 tuổi, nhưng từ lúc chúng chỉ còn nhỏ xíu, tôi đã bắt đầu dạy chúng thế nào là một người nam tin kính. Mặc dù tôi cũng thường thất bại trong việc trở thành tấm gương cho chúng, và không chỉ cho con trai của tôi, nhưng tôi còn dạy điều này cho con gái của tôi, bởi vì một ngày con gái của tôi có lẽ phải kết hôn. Con gái tôi sẽ tìm một người, hoặc người đó sẽ tìm thấy con gái tôi. Đức Chúa Trời sẽ mang đến cho con gái tôi một người nam trẻ tuổi. Tôi muốn con tôi có sự hiểu biết đúng đắn về một người nam sẽ phải trở nên một người chồng theo Kinh Thánh là như thế nào. Nên tôi rất quan tâm đến chuyện này. Rất quan trọng, đặc biệt là trong thế giới mà chúng ta đang chứng kiến ngày nay. Bạn có nhận thấy toàn bộ thế giới này của chúng ta đang hư hoại? Nhiều tư tưởng lầm lạc, văn hóa bị biến chất, và nhiều điều đang thay đổi khác với Kinh Thánh, nhưng thật ra là đối lập với Kinh Thánh và kịch liệt chống nghịch Kinh Thánh. Nếu chúng ta sống theo Kinh Thánh, chúng ta không thể mong đợi thế gian này dạy chúng ta phải suy nghĩ và hành động thế nào. Chúng ta phải trở về với Kinh Thánh.